Hãy Yến rất vui được gặp lại quý khán giả của chương trình du lịch cuối tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý khán giả, chương trình hôm nay sẽ giới thiệu những địa điểm du lịch vô cùng hấp dẫn. Tại thời điểm từ giờ đến cuối năm, đó là vườn hồng đặc sản đang vào mùa cho trái, tham quan trang trại cừu ngay tại trung tâm thành phố Đà Lạt. Tuy nhiên, trước khi đến với những nội dung vừa nêu, mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin du lịch vừa cập nhật. Tổ chức World Travel Award, giải thưởng du lịch thế giới, đã công bố kết quả bình chọn giải thưởng khu vực châu Á 2020. Vượt qua nhiều ứng viên nặng ký, du lịch Việt Nam đã giành được nhiều bình chọn ở nhiều hạng mục của giải thưởng, được ví như giải Oscar của ngành du lịch thế giới. Di sản, văn hóa và ẩm thực Việt Nam một lần nữa là những yếu tố nổi trội mang lại các giải thưởng quốc tế danh giá cho du lịch Việt Nam. Theo đó, vượt qua Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Ấn Độ, Việt Nam vinh dự được tổ chức bình chọn ở 3 hạng mục là điểm đến di sản hàng đầu châu Á, điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á và điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Việt Nam được bình chọn ở cả 3 hạng mục này. Vừa qua, các ứng viên danh tiếng mạnh khác là Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Việt Nam đã vinh dự được bình chọn là điểm đến golf tốt nhất châu Á năm 2020. Đây là năm thứ 4 liên tiếp Việt Nam nhận được giải thưởng quốc tế uy tín này. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị quảng bá Xúc tiến Du lịch Ninh Bình Đà Lạt năm 2020, thu hút trên 100 doanh nghiệp tham dự. Với lợi thế ưu đãi về phong cảnh thiên nhiên, giàu bản sắc văn hóa, sản phẩm du lịch của hai tỉnh Lâm Đồng và Ninh Bình có nhiều nét tương đồng, đa dạng, phù hợp phát triển du lịch, tham quan tìm hiểu lịch sử văn hóa, di sản, nghỉ dưỡng, sinh thái, du lịch tâm linh. Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu khái quát về tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh Ninh Bình và Đà Lạt Lâm Đồng. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong 9 tháng năm 2020, lượng khách đến hai địa phương đều giảm trên 58% so với cùng kỳ. Tại đây, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, thiết thực cho việc thúc đẩy các hoạt động kích cầu du lịch của tỉnh, như cần có sự liên kết giữa các công ty lữ hành, dịch vụ, lưu trú, thành lập các liên minh kích cầu liên tỉnh, liên vùng để giảm giá, thu hút khách song song với việc đảm bảo chất lượng tour tuyến. Mặc dù dịch COVID-19 đã được khống chế và khách du lịch đã quay trở lại du lịch ở Đà Lạt, Lâm Đồng, tuy nhiên theo thống kê của ngành du lịch, khách du lịch đến Lâm Đồng trong tháng 10 năm 2020 ước đạt 200.000 lượt khách, giảm hơn 58% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 2.500 lượt và khách nội địa ước đạt 197.000 lượt. Tuy lũy kế 10 tháng đầu năm 2020, khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng ước đạt trên 2.600.000 lượt, giảm hơn 53% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, theo ghi nhận của các đơn vị lưu trú, lượng khách đặt phòng lưu trú từ cuối tháng 10 đến hết năm 2020 đã có xu hướng phục hồi trở lại. Ngành du lịch cũng đang tiếp tục quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách khi đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt, Lâm Đồng, đồng thời xây dựng phương án phục hồi du lịch tại địa phương. Thưa quý vị, hồng là loại trái cây đặc sản nổi tiếng của thành phố Đà Lạt với hương vị ngọt giòn ngon, ăn tại vườn hay mua hồng phơi gió đều rất ngon. Thế nhưng, bạn đã từng biết tới các khu vườn trồng hàng trăm gốc hồng hay chưa? Hôm nay, Hải Yến sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn nơi có tên gọi Vườn Hồng Nhà Tom. Tại đây, khu vườn hồng hàng chục năm tuổi vào mùa thu hoạch đang tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Thu về, hành heo kéo đến, trời trở gió se se lạnh. Đó là dấu hiệu báo một vụ hồng chín thơm đang đến gần hơn. Và thế là Đà Lạt mang trong mình sắc vàng ngọt ngào, đốn tim người ngắm nhìn. Nhắc đến cây hồng ăn trái đặc sản, thì cái tên Vườn Hồng Nhà Tom đã trở nên quá quen thuộc. Nằm ở Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, cách trung tâm khoảng 20 km. Với diện tích rộng hơn 12.000 m², khoảng 400 gốc hồng cổ thụ, gần 50 năm tuổi, xum xuê trái, hứa hẹn sẽ là địa điểm lý tưởng cho những bạn đam mê khám phá thiên nhiên, những người yêu nét đẹp truyền thống, mộc mạc của Đà Lạt. Không tác động nhiều vào địa thế tự nhiên của khu vườn, chỉ thiết kế lối đi bằng những sàn gỗ để thuận tiện di chuyển cho du khách.
một vài điểm nhấn nhá là đạo cụ để bức ảnh của du khách thêm lộng lẫy. Dạ vâng, xin chào chị. Thưa chị, là lý do vì sao mà mình lại có ý tưởng là mở nên một cái điểm du lịch từ những cái vườn hồng đặc sản của địa phương nè? Như chị với lại mọi người cũng biết là cái trái hồng đã từ lâu là một cái đặc sản rất là đặc trưng của tỉnh Lâm Đồng nói chung và Đà Lạt nói riêng. Thì mọi người chỉ biết đến thông qua những cái loài mứt hồng rồi những cái loài hồng tươi như là hồng giòn hoặc là một cái số hồng khác. Nhưng mà tụi em sau một thời gian quan sát thì thấy là cái cây hồng nó cũng mang một cái vẻ đẹp rất là tự nhiên, rất là đặc trưng của Đà Lạt, thì tụi em muốn dựng nên một cái khu vườn chỉ để riêng dành cho việc là ngắm cảnh ngắm cái khu vườn hồng một cách tự nhiên hoang sơ như vậy á, với lại là để cho mọi người trải nghiệm được cái việc hái từ tay hái những cái quả hồng và thưởng thức những cái quả hồng chín tự nhiên từ trên cây. Dạ vâng. Thưa chị, là ở đây thì em thấy có một cái mô hình được làm từ gỗ rất là xinh, thì chị có thể chia sẻ một số cái ý tưởng khi mà mình làm nên cái mô hình này không ạ? Sau một thời gian khi mà nhận thấy xung quanh, sau một thời gian quan sát đây thì chị thấy là ở Đà Lạt hiện tại có rất là nhiều công trình mới được xây nên, và từ những cái công trình đó thì có rất là nhiều gỗ vụn, và cái nhất là cái tụi em chú ý tới cái lượng gỗ pallet đó chị. Một phần là từ cái việc xây dựng nhà, một phần là từ những cái vừa rau củ thì họ cũng dùng những cái gỗ pallet này để mà đóng hàng á chị. Thì với lại là từ khi cái quá trình mà xây dựng nên cái ngôi nhà gỗ của chính tụi em thì tụi em thấy cái lượng gỗ dư thừa ra rất là nhiều, mà với lại gỗ đã qua sử dụng từ các cái công trình xung quanh, thì tụi em ngồi suy nghĩ và muốn làm một cái gì đó để tận dụng những cái gỗ này, đừng có thừa thải. Với lại sau một thời gian kiểu bàn bạc, tụi em bắt đầu lên ý tưởng là thôi mình làm một cái, với lại tham khảo những cái cách mà bạn trẻ trên thế giới làm, thì tụi em quyết định là làm một cái bức tường gỗ, mà tụi em muốn là xây dựng cái hình tượng là như một người canh giữ một người canh giữ rừng vậy á chị. Mà mọi người thì hãy đặt cho cái tên là tiểu yêu tinh hay là cho nó dễ thương á, nhưng mà thực ra tụi em ý tưởng là như một người canh gác rừng và bảo vệ cái màu xanh của Đà Lạt, và thông qua đó cũng kêu gọi những cái bạn trẻ đang làm du lịch thì hạn chế cái việc phá cây chặt cây, mà mình phải giữ cây giữ rừng để mà bảo vệ được cái sự phát triển bền vững của Đà Lạt. Vâng, xin cảm ơn chị về những cái chia sẻ rất là thú vị trong chương trình du lịch cuối tuần ạ. Vườn hồng, bốn mùa đều có những nét đẹp riêng, và mùa hồng từ tháng 9 đến cuối tháng 12 là thời điểm mà cây hồng cho quả chín rực rỡ. Ở khu vườn này, tất cả quả đều được giữ lại, mong muốn tạo nên một khung cảnh đẹp nhất phục vụ khách tham quan. Bên cạnh đó, du khách cũng có thể tự tay thu hoạch hồng chín ngay trên cây, thưởng thức tại vườn, hay thu hoạch quả vừa đủ độ vàng để làm hồng giòn. Em cảm thấy rất là gần gũi với thiên nhiên, dễ chịu, ít tạo không khí trong lành, nói chung là thoải mái. Là vào dịp cuối năm em cũng thích vào Đà Lạt những dịp cuối năm vậy. Tại đây có những vườn hồng đẹp, tại đây hồng trồng không thể bán, chỉ để cho du khách tham quan và chụp hình. Hướng đến việc làm du lịch bền vững, thu hút du khách bằng những nét đẹp vốn có của thiên nhiên, sản vật của vùng đất này, vườn hồng nhà Tom đã ghi nhận được nhiều tình cảm của du khách trong và ngoài nước. Và những hình ảnh giữa vườn hồng rộng lớn, quả hồng chín mộng và cả những tiểu cảnh rất đáng yêu tại khu vườn này sẽ còn lan tỏa nhiều hơn nữa. Những hình ảnh đẹp về một Đà Lạt hấp dẫn du khách bằng chính những nét đẹp đơn sơ, mộc mạc, từ hoa lá, cỏ cây, khí hậu mát mẻ và con người thiện lành. Thưa quý vị, khi nhắc đến trang trại cừu, chắc chắn ai đó cũng sẽ nghĩ đến ngay Phan Rang, một trong những địa điểm chăn nuôi cừu nổi tiếng của nước ta. Tuy nhiên, loài vật này vẫn rất phù hợp với điều kiện khí hậu và cách chăm sóc ở Đà Lạt, nơi có khí hậu quanh năm mát mẻ. Và không những là trang trại chăn nuôi, tại đây còn đưa mô hình này vào tham quan du lịch.
một ấn tượng cao nguyên kỳ này, mời quý khán giả cùng nhìn lại một số hình ảnh tại nông trại du lịch đặc biệt này nhé. Nằm ở địa chỉ 100 Cam Ly, thôn Măng Linh, phường 7, thành phố Đà Lạt, nông trại Cừu Đà Lạt mang đến những trải nghiệm mới lạ cho du khách. Thành phố ngàn hoa Đà Lạt nổi tiếng với những sản phẩm du lịch canh nông với hoa, rau, trái cây đặc sản. Thì hôm nay, giữa khuôn viên xanh mát ở thung lũng này, đàn cừu được đưa về nuôi, chăm sóc để phục vụ du khách đến tham quan. Tại nông trại này, hiện tại có 60 con cừu. Và để cừu thích nghi với môi trường sống ở Đà Lạt, chủ nông trại đã phải tìm hiểu, nghiên cứu rất nhiều. Tối đến, đàn cừu được vào chuồng để giữ ấm. Sáng đến trưa thì được đưa ra khu vực bên ngoài, hoặc thả rong trong khuôn viên nông trại để phơi nắng. Du khách đến đây sẽ được thỏa thích tham quan đàn cừu, chụp hình cùng với chúng. Cái này nó đâu rồi? Chị thì là người thường xuyên ở đây để mà chăm sóc những cái con cừu này đúng không ạ? Vậy thì cái cách mà để mình chăm sóc những cái con cừu, đặc biệt là ở trên một cái vùng đất có một cái khí hậu lạnh như ở Đà Lạt ạ? Chợ như mình chăm sóc ở đây là nói chung là ở khí hậu lạnh cũng không phải là mình không nuôi được. Quan trọng là cái cách chăm sóc của mình, là chuồng trại của mình ấy, là mình phải lúc nào cũng phải vệ sinh sạch sẽ này, rồi cho ăn, nói chung là nó đều đặn, quan sát những cái bệnh tật của nó, ví dụ như là tiêu chảy hoặc là nó bị đau mắt hay là bị, nói chung là các cái bệnh của nó là mình theo dõi hàng ngày để mình biết đường mình tiêm hoặc là mình phòng ngừa cái bệnh của nó. Chắc hẳn là sau một cái thời gian thì đàn cừu ở đây cũng đã quen với cái khí hậu, cũng như là mình cũng đã quen với những cái cách chăm sóc để cho đàn cừu nó luôn khỏe mạnh rồi đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Như thức ăn của cừu là chỉ cho ăn cỏ voi này. Cỏ voi hoặc là mình cho ăn thêm thực phẩm, ví dụ như là cám, thường người ta gọi là cám. Dạ vâng, xin cảm ơn chị về những cái chia sẻ thú vị về cái trang trại cừu của mình ạ. Chỉ với chi phí 20.000 đồng một người, du khách sẽ có được trải nghiệm thú vị tại nông trại cừu Đà Lạt. Cừu là loài động vật lành tính, du khách có thể đứng gần, thỏa sức cho ăn và chụp ảnh. Thì mình cũng có coi review trên mạng á, một số bạn trẻ có chụp hình, mình cũng tò mò thắc mắc, mình tìm hiểu thử, xem thử. Cũng rất là thơ mộng, có hoa, có hồ, có cừu, có điểm vui chơi cũng hợp lý. Và cùng với bầy cừu trắng là điểm nhấn thu hút du khách, những tiểu cảnh nhỏ xinh cũng khiến không gian thung lũng này thêm đặc biệt. Không cần phải đến tận Phan Rang, nơi có những đồng cừu rộng lớn. Chỉ cần ở ngay trung tâm thành phố Đà Lạt, du khách cũng có được những trải nghiệm tuyệt vời với loài động vật này. Và với những khác biệt khi đưa đàn cừu vào mô hình tham quan du lịch, hy vọng nông trại cừu này sẽ sớm trở thành địa điểm tham quan thu hút nhiều du khách đến với Đà Lạt, Lâm Đồng. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình du lịch cuối tuần kỳ này xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.